quân đội Việt Nam, những người mà thật sự yêu nước, người ta biết rồi, người ta sẵn sàng theo người lãnh đạo chân chính, nếu mà người lãnh đạo đó xuất hiện. Đồng bào thấy cái cảnh mà Obama ghé Việt Nam chơi, người Việt Nam chúng ta đổ xô ra đồ ra đường đón tiếp nồng nhiệt, giống như đón người người em người anh của mình hay người cháu của mình về thăm vậy đó, kêu đón tiếp rất là nồng ấm. Nhưng mà còn đặt cái gì đó, cái gì tập tập Cận Bình rồi qua, đại diện cho Trung Cộng qua, Tạo Cộng nó qua, người dân mình chửi bới biểu tình đuổi đuổi thằng Tập Cận Bình về nước. Cái hình ảnh đó nó quá rõ rồi, cái người ngu nhất ta nhìn ta cũng thấy rồi, tức là người dân đã chán ngán chế độ cộng sản từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam. Mà ngay cả đảng viên đảng cộng sản chúng nó cũng biết, chúng nó biết chúng nó là đệ tử của quỷ sao tăng, chúng nó đã và đang chán ngán. Rồi bây giờ đồng bào, từ giờ tôi xin lỗi đồng bào, tôi quên nói cho đồng bào biết nữa, những người nào mà chưa có hiểu biết, chưa có để ý về chương trình mà tôi làm việc bấy lâu nay thì xem đây như là một vở kịch vui hoặc vở kịch cười ra nước mắt, nghe không? Và khi mà theo dõi thì suy nghĩ suy gẫm rồi đóng góp ý kiến. Còn những người nào mà đã theo dõi chương trình rồi và những người nào mà huệ nhãn á, tương đối là hòa mình cùng cùng càn khôn á, những người đó hiểu tôi nói gì, những người đó hiểu tôi là ai. Tôi là Minh Vương Việt Nam, Minh Vương Việt Nam mới nói chuyện như vậy được chứ. Hoặc là đồng bào cứ nghĩ đây là mở kịch cười nước mắt đối với những người chưa hiểu gì, chưa theo dõi chương trình này hả, thì cứ nghĩ đây là mở kịch đi, thấy không? Và thưa đồng bào thương mến, thế thì bây giờ chúng ta đồng bào chưa nha, mình muốn vào ngoài trước nha, rồi tôi nói chuyện đi vào cái trọng điểm. Rồi đồng bào nói, có những người nói ôi các cộng đồng thế giới sẽ giúp mình lấy lại quyền tự do dân chủ của người Việt Nam mình. Thế giới đâu rảnh mà làm chuyện đó, đâu phải chuyện của họ. Họ chỉ chém về phụ hoặc là hùa theo thôi, vút đuôi thôi. Bởi vì phần chính là do Thượng Đế quyết định và Thượng Đế ban cho dân tộc Việt Nam mình tự quyết đối với nền dân chủ, tự do, công bình, bác ái, thiện lành, tồn tại cùng càn khôn. Đó là quyền tự do của người Việt Nam mình phải sống còn với quyền căn bản của mình là con người, được quyền mưu cầu hạnh phúc trong chiều hướng xây dựng, đùm bọc, hiền hòa, công bình, bác ái, hòa mình cùng càn khôn và tồn tại cùng càn khôn. Chúng ta có quyền, không ai được quyền cấm chúng ta hết. Rồi, tức là bây giờ vấn đề ngoại bang, nước bạn. Thì có một cậu em là Vũ Thuận, cái chuyện cũng rất là dễ thương. Cậu nói hở hở cái cậu nói cộng đồng thế giới này, các nước bạn này đi giúp, hoặc nhờ đa nội không giúp kia đâu. Em Thuận ơi, mấy người đó người ta không rảnh đâu, mấy chị người ta tại họ không cầm củ cải của mình để cho mình đãi đâu, nghe không? Củ cải Thuận biết củ cải của mình không, trên răng dưới hai quả lựu đạn đó, họ không có rảnh đi cầm củ cải của mình cho mình đãi. Bởi vì nó phải là người khuyến tật đâu, đúng không? Những người khuyết tật thôi, mình phải bưng cái bô giúp người ta đi tiểu, chứ còn mình đường đường chính chính mình còn đi đứng được thì đâu ai rảnh đâu mà cầm củ cải mình cho mình đi đái, đúng không? Thành ra những người nào còn nghĩ đến chuyện mà đặt trọng tâm vào các nước láng giềng, cộng đồng thế giới cứu giúp mình là hãy suy nghĩ lại, bởi vì họ chỉ đóng vai phụ thôi. Đây chính là Thượng Đế và chính chúng ta, Thượng Đế ban cho chúng ta. Chúng ta phải kháng thích với Thượng Đế, thế giới thiên loại, thì chúng ta mới có thể
giải tán thế giới cộng sản được, bởi vì thế giới cộng sản chúng nó là đệ tử của quỷ Satan và chúng nó là quỷ Satan. Mà muốn muốn diệt hay muốn dẹp quỷ Satan là phải có hồng ân của thượng đế, quyền năng thượng đế, chứ quyền năng của con người chúng ta đụng tới quỷ Satan là nó nuốt hết. Nó có đủ quyền lực cám dỗ, dăng bẫy, tiền bạc, trai gái, sắc dục, rồi ôi muốn gì ở ở thế giới này chúng nó có, nó mua bức hết á. Vì thế chúng ta cần có thế giới thiên loại và chúng ta cần có nền tảng sống còn của thế giới thiên loại dạy dỗ chúng ta, thì chúng ta mới có thể ứng xử với công việc giải tán thế giới cộng sản. Kính thưa đồng bào, vậy chúng ta có gì? Quân đội thì đang đang chờ, quân đội Việt Nam đang chờ, đang chờ lãnh đạo sự kiện để làm việc, đang chờ những người mà đang làm việc trên cộng đồng mạng về dân chủ, các nhà dân chủ, cũng như họ đang chờ nhóm mà Việt Kiều hải ngoại làm việc như thế nào, làm việc như thế nào. Họ họ đang chờ coi đồng bào ở hải ngoại xử như thế nào với người lãnh đạo cứu Việt Nam đã xuất hiện rồi. Và người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại cũng đã và đang mong chờ người lãnh đạo xuất hiện, và đặc biệt nhất là đồng bào chúng ta, đa số đồng bào chúng ta ở Việt Nam, những người hiền hòa nghèo khó chịu đựng mấy năm nay, những người mà làm việc năm ba cọc năm ba đồng, cũng như những chiến sĩ Việt Nam mình lương thấp lắm, mẹ không đủ tiền nuôi vợ nuôi con không đủ, nhưng mà họ là phải, họ là những người trong mọi tình huống, từ thời gian đến thời gian, họ là những người lúc nào cũng phải xông pha ngoài trận mạc để bảo vệ quê hương đất tổ. Từng giai đoạn thời gian nào trên cuộc đời này đều xảy ra như thế. Những chiến sĩ là những người lúc nào cũng hy sinh trước hết đó. Giờ đây những đồng chiến sĩ đã hy sinh, đã hiện ra. Đồng bào nhìn kỹ hình hình ấy này. Tôi tường trình bao nhiêu năm rồi. Còn bên đây là hình ảnh Chúa Giêsu. Hình này là hình màu gốc, hình này tôi làm dùng Photoshop làm màu đậm hơn. Còn những hình màu gốc tôi đã trình bày bao nhiêu năm nay rồi. Học hỏi chưa? Chưa học thì phải đó mà học. Học rồi mới biết. Đừng đừng có kiêu ngạo. Chưa học rồi mà mở cái mõm mà cái kiêu ngạo của mình ra. Nó đây là Photoshop, đây là chuyện đùa chứ không phải chuyện thật. Ôi thằng này nó khùng. Ôi tôi biết thằng này mà. Những kẻ đó tuyên bố như vậy, tụi bay biết ta là ai không? Tụi bay biết người đó là ai không? Tụi bay biết những hình ảnh này là đã hiện thực hiện ra trên mây không? Tụi bay biết những hình ảnh phép lạ này đã chứng minh và chỉ định làm chứng cho đồng bào nhân loại biết người lãnh đạo cứu Việt Nam, thì Việt Nam mình là ai không? Tụi bay biết cái người đó là ai không? Nếu người đó là vua Việt Nam do trời chỉ định để làm việc cứu Việt Nam, lãnh đạo cứu Việt Nam, thì tụi bay trả lời sao với người đó? Đồng bào cho phép tôi nói chuyện những người mà hỗn xược đó, chưa biết tôi là ai hết, rồi phê bình tầm bậy tầm bạ đó, hoặc là vu khống mạ lị tôi hàng mấy mấy chục năm luôn, có những người vu khống mạ lị tôi đủ thứ chuyện á, nào là xì ke ma tí, hút sách, nghiện ngập, rượu chè, nghiện rượu, thiếu nợ mấy trăm ngàn, nào là bạo hành gia đình, tất cả những chuyện đó là vu khống mạ lị không bao giờ có. Cũng như thỉnh thoảng có người phụ nữ nào đó đâu trong vòng mấy chục năm nay lâu lâu ở đâu gọi tới nói tôi, hoặc là đầu ngoài nói tôi làm họ có bầu rồi bỏ họ, đâu có đâu, không có. Rồi nào là bọn cộng sản, bọn Việt Giang, bọn Tàu Cộng, bọn Việt Cộng, bọn Tàu Cộng, bọn Việt Giang,
nó cài người nó quấy phá tôi mấy chục năm nay, nhưng mà tôi vẫn sống, sống hiền hòa hùng dũng làm việc, bởi vì tôi có sự bảo vệ toàn thời gian của cha trời Giêsu cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Rốt cùng những kẻ đó, những kẻ ám hại tôi, họ đều bị gục ngã, hoặc là từ từ họ sẽ tự lột mặt nạ ra, hoặc là họ sẽ bị cha trời thượng đế toàn năng cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong trừng trị họ đích đáng. Bởi vì tôi là minh vương Việt Nam, tôi là vua Việt Nam, tôi sự được sự bảo vệ của cha trời thượng đế toàn năng. Thì vì thế đồng bào yên chí, người lãnh đạo cứu Việt Nam mình không có chết dưới tay kẻ thù đâu, và không có chết oan đâu, nghe không? Tôi sẽ sống, thượng đế cho tôi sống, sống thêm ít nhất cũng vài chục năm nữa để làm việc cùng đồng bào. Thế thì bây giờ chúng ta có gì? Chúng ta cần súng ống không? Giết nhau hả? Tất cả những cái bài học đau khổ chiến tranh do con người gây ra chưa đủ để cho nhân loại sáng suốt để học hỏi thế nào là hủy diệt, thế nào là chiến tranh sao? Hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu đã hy sinh. Giờ đây những anh hùng chiến sĩ này đã hiện ra trên mây để phụ trợ tôi làm việc, giúp đồng bào mình, cứu Việt Nam mình. Hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh chưa đủ để nhân loại sáng suốt hả? Nhân loại cần phải ôm súng giết nhau không? Không cần. Không cần. Dư quá rồi. Cha trời Giêsu đã hy sinh cho nhân loại được sống. Triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống. Chúng ta tại sao không nghĩ đến chuyện cảm tạ quý ngài? Chúng ta là những kẻ kêu bằng vô tri, vô thức. Chúng ta là còn thua con vật đó. Nếu mà chúng ta không biết cảm tạ cha trời Giêsu, cũng như nếu mà chúng ta không biết cảm tạ hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống. Đồng bào thấy như thế nào? Rồi. Bây giờ chúng ta... đồng bào nói, bây giờ mình không thể cậy trông vào kêu bằng các nước láng giềng, cộng đồng thế giới giúp chúng ta lấy lại quyền tự do căn bản công bình bác ái của người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta cũng không thể dùng vũ khí để bắn giết đánh với Trung Cộng. Phải không? Tại vì vô ích. Mình một chọi với mười mấy, mà trong cái đó bây giờ là Tàu Cộng ở trong Việt Nam mình hàng bao nhiêu sư đoàn, chính quy của nó nằm Điệp Viên rồi Cát Cái rồi đủ thứ, chính quy của nó nằm ở trong Việt Nam mình. Nó đang dàn cảnh bê rê để mà nó đường hầm nó đào từ kêu bằng bên Lào nó qua bên Miên đánh thọc xuống ngoài biển, nó quấn vào ở trên, nó quấn tràn xuống đường cao tốc nó xây rồi. Ở trong nó có 5-7 sư đoàn sẵn ở trong nước Việt Nam đang hóa trang là những công nhân đó. Không? Rồi bao nhiêu chục triệu cái bằng tù hình sự nó sẵn sàng nó ôm súng vô để giết sạch đàn ông mình, chỉ bắt phụ nữ đàn bà mình để làm vợ cho chúng tôi, bởi vì bọn Trung Cộng nó thiếu tới 300 triệu phụ nữ. Đồng bào biết mà, chính sách một con của nó thì bao nhiêu nay bây giờ Trung Cộng nó thiếu 300 triệu phụ nữ á. Thành ra chúng nó sẵn sàng giết sạch đàn ông Việt Nam mình, cũng như bất cứ quốc gia nào nó đến nó có thể, nó muốn giết sạch đàn ông hết để bắt đàn bà làm nô lệ cho đàn ông Trung Cộng. Bọn Trung Cộng nó dơ dái lắm, đó nó mấy thằng lãnh đạo của nó ngu lắm. Thì chúng ta đánh sao? Bây giờ chúng nó đang bà rẽ rồi. Lãnh đạo Việt Nam mình, xin lỗi, mấy thằng Cộng sản Việt Nam, mấy thằng cầm đầu Cộng sản ở tại Việt Nam, chúng nó là cái gì? Chúng nó là những cái con siêu vi khuẩn ăn hại, chúng nó không có gì hết á. Không quyền thế gì hết, bị mua hết rồi.
quân đội thì rất là bực tức khi mà đang chờ người lãnh đạo. Đó. Và thưa quý anh chị quân đội nhân dân Việt Nam mình, ở tại Việt Nam mình đó, thưa quý anh chị, tôi chính đây phụ đổng Thiên Vương tái thế lãnh đạo của Việt Nam. Và kỳ này thì Thượng Đế ra lệnh bảo tôi làm vua Việt Nam. Ngài đội vũ vương Việt Nam đầu tôi đó, ngài ra lệnh bắt buộc tôi phải lãnh nhận ngôi vua Việt Nam. Vì thế tôi không dám cãi lệnh ngài. Và tôi đương nhiên lãnh nhận ngôi vua Việt Nam. Vua phục vụ ấy nha, chứ không phải chờ người khác phục vụ cho mình. Vì thế tôi kính mời quý anh quân đội nhân dân Việt Nam hãy cùng làm vua với tôi để chúng ta cùng nhau phục vụ. Để chúng ta cùng nhau phục vụ. Từng tất cả những người đàn ông Việt Nam mình hãy đóng vai vua Việt Nam để cùng nhau phục vụ cho đồng bào mình. Tôi đã xin 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 Thượng Đế toàn năng vào cuối năm 2009 khi mà ngài đến với tôi trong thiền định, trong trong giấc ngủ, tôi cầu xin ngài thì ngài đến, ngài dạy dỗ tôi từ thường xuyên lắm. Thì có lần ngài đến, vào cuối năm 2009 ngài đội mũ vua Việt Nam đến đầu tôi, ngài ra lệnh, ngài nói là ngôi vua Việt Nam là của con. Thì tôi mới thưa với ngài, tôi nói thưa Thượng Đế, con không muốn làm vua Việt Nam, tại vì sức con có hạn, con không làm chuyện đó được. Hơn nữa, dân Việt Nam chúng con cứng đầu lắm, làm vua Việt Nam mình khổ cực lắm. Thì tôi từ chối. Nhưng mà ngay sau đó thì Thượng Đế nói, nhưng mà ngôi vua Việt Nam là của con, ta đã chọn con làm vua Việt Nam, con không được quyền cãi. Thì lúc đó là tôi biết là tôi không dám cãi lệnh Thượng Đế, bởi vì trong quá khứ thỉnh thoảng tôi cãi lệnh Thượng Đế. Thì mỗi lần tôi cãi lệnh Thượng Đế thì tôi và gia đình tôi gặp những tai nạn sắp chết, tích tắc là chết rồi. Vì thế tôi không dám cãi lệnh ngài. Thì tôi nói dạ thưa ngài, ngài ra lệnh như thế xin phép công bảo. Ở nhà ngồi nói chuyện không được. Nay tôi tâm sự đồng bào luôn, bởi vì tôi cách đây mấy ngày tôi buồn, tôi xin Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế cho tôi từ chức ngôi vua Việt Nam, cũng như từ chức cái vai trò lãnh đạo của Việt Nam mình. Mà Thượng Đế không chấp nhận. Có thể là Thượng Đế sẽ có thể là Thượng Đế chưa chấp nhận không chừng, hoặc là Thượng Đế sẽ không bao giờ chấp nhận, hoặc là chưa chấp nhận. Vì thế tôi không dám cãi ngài, thành ra tôi tiếp tục làm việc đây. Thì khi mà ngài ra lệnh, ngài nói là con không được cãi lệnh,
Thì lúc đó tôi thưa cùng ngài, tôi nói: dạ thưa Thượng Đế, thưa Cha Trời, ngài đã lệnh như thế, như vậy thì con không dám cãi lệnh ngài, nhưng cho con xin một việc về sự việc này. Thì lúc đó Thượng Đế mới nói: việc gì con xin đi. Tôi mới thưa cùng Thượng Đế rằng: con xin ngài cho phép con trao ngôi vua Việt Nam của con đến tận tay mỗi đồng bào Việt Nam của con, để chúng con cùng nhau làm vua phục vụ theo lệnh của ngài ban cho. Thì lúc đó Thượng Đế cười, Thượng Đế, tôi nghe tiếng cười của Thượng Đế. Thì ngài đứng bên tôi mà, thì giống như con được cha dạy dỗ rồi con đứng gần cha vậy đó. Thì ngài cười, ngài nói: điều con xin đẹp lòng ta, con quá khôn ngoan. Thượng Đế cười, Thượng Đế khen mình khôn ngoan. Thì lúc đó tôi mới trả lời lại, tôi nói: dạ thưa Thượng Đế, con khôn chứ, bởi vì con là con cái của ngài mà. Lúc đó Thượng Đế cười lớn hơn nữa. Thượng Đế nói: con khôn lắm, con quá khôn ngoan. Thượng Đế khen tôi. Thì lúc đó tôi cười, tôi cũng cười, cha con cười với nhau. Và đồng bào nên nhớ là tất cả đồng bào nhân loại chúng ta trên 7 tỷ người trên quả địa cầu này đều là con cái của Thượng Đế nha, chứ không phải chỉ có riêng một cá nhân nào nhé. Thì sau đó Thượng Đế ra đi và tôi ngủ một giấc ngon, ngon lành. Đó là vào cuối năm 2009. Ở đây tôi muốn nói là tất cả những người làm việc với tinh thần phục vụ cho người khác theo những sự dạy dỗ của Cha Trời, Thượng Đế Toàn Năng, tức là thương yêu đùm bọc tha thứ cho nhau, trước tiên là phải kính sợ, thương mến, quý mến Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, học hỏi cùng ngài và thực thi theo những điều ngài chỉ dạy, và đứng mà giảng dạy tường tận đầy đủ chi tiết nhất cho con người được sống hạnh phúc đầy ý nghĩa và được sống tồn tại cùng càn khôn mãi mãi. Những bài học giá trị đó đầy đủ nhất là do Cha Trời Giêsu đại diện cho Thượng Đế Toàn Năng, đại diện cho Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng dạy dỗ chúng ta. Đồng bào có biết Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là ai không? Là Chúa Cha, là Thiên Thượng mà Phật Thích Ca luôn luôn tôn thờ. Ngài chỉ tay lên trời trước nhất, trước nhất Ngài nói là: các ngươi hãy thờ Thiên Thượng trên hết mọi sự. Chúa Giêsu dạy các ngươi hãy thương yêu Đức Chúa Cha trên hết mọi sự. Ông bà tổ tiên mình dạy các con hãy kính sợ ông trời. Lưới trời không ai chạy thoát. Các con ơi, coi chừng bị trời đánh nha các con. Các con ơi, thương người như thể thương thân. Các con ơi, bầu ơi, thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Đùm bọc nha các con. Thưa đồng bào, tất cả những sự dạy dỗ đó từ một mối, từ tổ trời mà ra. Chúng ta quay về vấn đề: tại sao tôi xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép tôi trao ngôi vua của tôi đến tận tại đồng bào mình để cùng nhau làm vua phục vụ? Bởi vì tôi biết tinh thần và nền tảng sống còn tồn tại cùng càn khôn của người Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt chúng ta là như thế. Chiều sâu nền tảng, chúng ta đặt nền đạo đức,
trên hết. Chúng ta đặt nền đạo đức cùng ông trời, cùng thế giới thiên loại trên tất cả những của cải vật chất, danh vọng, ảo quyền do con người gây ra. Con người Việt Nam chúng ta quý trọng về nền tảng đạo đức hơn tất cả của cải vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo do con người gây ra. Vì thế tôi xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép tôi trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tay mỗi đồng bào để cùng nhau làm vua, phục vụ cho người khác, phục vụ cho nhau, nhất là phục vụ cho đồng bào mình. Tôi phải hiểu thì tôi mới xin Thượng Đế điều đó được. Thế thì chúng ta, quý anh chị, quân nhân, quân đội, nhân dân Việt Nam, quý anh chị chiến sĩ, các cấp, tôi sẵn sàng trao ngôi vua Việt Nam của tôi đến tận tay quý vị, mỗi quý vị, để chúng ta cùng nhau làm vua phục vụ. Vì thế tôi kính xin quý anh chị luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ đồng bào mình, bảo vệ quê hương Việt Nam của mình, đất đai, biển đảo, và nhất là danh dự sống còn của dân tộc Việt chúng ta. Tôi xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban ơn đặc biệt sáng suốt và sức khỏe dồi dào đến cho quý vị và gia đình quý vị, cũng như tôi xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho chúng ta được cùng nhau sum họp với đồng bào chúng ta ở Việt Nam một ngày rất gần đây. Ngày đó sẽ không còn thế giới cộng sản nữa, và ngày đó là ngày mà những người Trung Cộng sẽ lần lượt cuốn gói về Trung Cộng, và chúng ta sẽ thực hiện được, bởi vì chúng ta có quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận phong phù trợ chúng ta làm việc, và nhất là quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ giúp chúng ta lấy lại danh dự của chúng ta, cũng như lấy lại quê hương đất tổ của chúng ta. Và chúng ta sẽ dùng quyền năng của Cha Trời Giêsu với những phép lạ mà Ngài đã hiện ra cho chúng ta, và chúng ta đã nhận được rồi. Đó là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung để bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta, cũng như để bảo vệ cho bất cứ ai, gia đình nào trên quả địa cầu này tin tưởng vào Ngài và cần có Ngài. Và tất cả nhân loại cần có quyền năng hồng ân phép lạ của Cha Trời Giêsu để bảo vệ họ và gia đình họ đời này và đời đời kiếp kiếp sau này. Vì thế chúng ta sẽ dùng hình ảnh của Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung, hình ảnh tôi vừa trình bày đó, và hai sấm lệnh quan trọng nhất để chúng ta trả nợ cho Trung Cộng hàng bao nhiêu trăm tỷ đó, khi mà những cái hợp đồng vu vơ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký, đã hối lộ, đã lấy tiền đó, cũng như tiền thiếu nợ vũ khí thặng dư từ đệ nhất đến nhị thế chiến mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký giấy nợ với Tàu Cộng và ký giấy nợ với Nga Xô, cũng như ký giấy nợ với mượn tiền của Ngân hàng Thế giới, chúng ta đều trả dứt hết. Chúng ta trả bằng phép lạ của Cha Trời Giêsu và phép lạ của anh hùng chiến sĩ trận vong. Được chứ? Được. Chúng ta trả nợ được. Bởi vì họ cần, mỗi quốc gia của họ cần phép lạ của Cha Trời Giêsu, cũng như họ cần phép lạ của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, nhắc nhở họ về việc tận thế của thế giới nhân loại sắp xảy ra. Và người Việt Nam chúng ta biết trước, bởi vì Thượng Đế đã đến với tôi và đã trao cho tôi hai sấm lệnh quan trọng nhất mà tất cả đồng bào nhân loại trên quả địa cầu cần biết
khẩn cấp. Cũng như phép lạ của cha trời Giêsu có phép lạ đi chung và phép lạ của anh hùng chiến sĩ Trần Văn được cha trời Giêsu cho hiện ra trên mây để cảnh báo cho đồng bào nhân loại và cũng như để hướng dẫn đồng bào nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Tất cả các quốc gia trên quả địa cầu, mỗi gia đình trên quả địa cầu cần có những phép lạ này, cần biết hai sấm lệnh quan trọng này. Vì thế chúng ta dùng những phép lạ này và những sấm lệnh đặc biệt này để trả nợ, dứt những món nợ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra. Kính thưa quý anh chị, anh hùng, chiến sĩ Trần Văn, ở ngoài quý vị coi hình ảnh này rõ, quý vị thấy trong đây có một, có những đầu rồng thật là vĩ đại đang phun lửa. Nhìn kỹ là những cái li ti li ti, những cái kia bằng nguyên tử li ti, là những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ Trần Văn, triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Văn tụ lại thành một rồng vĩ đại sẵn sàng để phun lửa để tiêu diệt Satan cũng như tiêu diệt những kẻ ác, những kẻ tham nhũng hối lộ, những kẻ gây chiến tranh để làm giàu đó. Sẽ đối diện với linh hồn của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Văn, sẽ tiêu diệt họ nếu họ không ăn năn sám hối khẩn cấp. Chúng ta không cần phải trả thù gì hết đó. Không cần, nghe không? Đồng bào Việt Nam mình nghe lời tôi nhắc nhở nha, chúng ta không cần trả thù bất cứ ai hết, mà chúng ta hãy tha thứ cho họ, cầu nguyện cho họ. Và đương nhiên chúng ta phải đứng dậy để nhắc nhở họ. Chúng ta phải học hỏi hai sấm lệnh quan trọng nhất của Thượng Đế Toàn Năng và ban bố cho họ, gửi đến cho họ, cũng như chúng ta ban gửi đến cho họ hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu có phép lạ đi chung, cũng như chúng ta gửi đến cho họ hình ảnh anh hùng, triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Văn có phép lạ đi chung để nhắc nhở, cảnh báo họ trong tình thương yêu. Họ sẽ sáng suốt, thức tỉnh, bởi vì họ không còn một cơ hội nào khác nữa. Kẻ nào cố chấp kiêu ngạo, họ sẽ bị triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Văn trừng trị. Đó là chưa kể sau khi chết, linh hồn của họ sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm. Tôi sẽ cho đồng bào coi những hình ảnh mà tôi đã chụp được trên mây trong lúc hướng dẫn đồng bào bá tánh cầu nguyện ở tại Ông Cao Tì, California 92683. Giờ đây xin phép đồng bào cho tôi tâm sự với Việt Kiều hải ngoại, rồi sau đó tôi sẽ trình bày đặc biệt tâm sự cùng đồng bào, những người mà hiền hòa chịu đựng những người nghèo khó. Đa số Việt Nam chúng ta nghèo khổ lắm, chịu đựng mấy lâu nay, đó là cái những nòng cốt chịu đựng đau khổ, bị áp bức bấy lâu nay, đã thấu đến đâu, thấu đến sự chú ý của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế Ngài mới ban cho chúng ta có một người lãnh đạo, và người lãnh đạo này có những hồng ân vĩ đại, có những kho tàng vĩ đại mà Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho để giúp đồng bào trả dứt những món nợ cho bọn Trung Cộng, bọn Nga Xô và Ngân hàng Thế giới. Cũng như người lãnh đạo này có những quyền năng đặc biệt của Thượng Đế ban to, ban cho để mà cảnh báo, nhắc nhở cho kẻ thù chúng ta lại sám hối gấp. Và những kẻ đó cần phải nghe lời, bởi vì nếu họ không nghe lời thì họ sẽ bị hủy diệt. Chẳng những đời này mà còn đời đời kiếp kiếp sau này, nhiều đời kiếp kiếp sau này bị nhốt với quỷ Satan, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt. Giờ đây thưa đồng bào, xin phép cho tôi trình bày và thư chuyện cùng đồng bào Việt Nam hải ngoại với danh xưng là tị nạn cộng sản hay là kiều bào hải ngoại gì đó. Kính thưa quý vị, tôi là một trong những người đã được
cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho ra đi hải ngoại để học đời học đạo với một hoài bão là sẽ có một ngày chúng ta quay về quê hương đất tổ chúng ta để san sẻ cùng đồng bào mình, cũng như để giúp đồng bào mình giải tán thế giới cộng sản, cũng như để dằn mặt bọn tài phiệt quốc tế đã và đang hành hạ dân tộc Việt Nam chúng ta bấy lâu nay, bọn đầu cơ tích trữ lo đong đầy những túi tham không đáy, tư bản xanh tư bản đỏ, và những kẻ giàu có ích kỷ kiêu ngạo chảnh xe xua bề ngoài, đó là những mầm móng tội lỗi đó. Thì những cái nhóm này là cá mè một lứa như nhau thôi. Chúng ta ra đi hải ngoại, chúng ta học hỏi được gì? Chúng ta ước ao đóng góp được gì đối với đồng bào đất nước Việt Nam chúng ta sau này? Và thời gian nó đã tới rồi. Người Việt Nam chúng ta ra đi hải ngoại bây giờ có đủ ngành nghề hết, giỏi lắm, giỏi vô cùng. Và điều quan trọng nhất là chúng ta gặt hái được gì? Chúng ta gặt hái nhận được phép lạ vĩ đại của cha trời Giê-xu hiện ra trên mây, mà người Việt Nam chúng ta đã chụp được, lãnh nhận được trước, cũng như phép lạ anh hùng chiến sĩ Trần Văn. Đây là hai phép lạ vô cùng vĩ đại từ bây giờ cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Và chúng ta nhận được hai sắc lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế mà tất cả đồng bào nhân loại cần được biết. Kho tàng vĩ đại vô giá, vĩ đại vô cùng. Hai sắc lệnh này và hai phép lạ này giúp cho nhân loại được cứu rỗi đời này và đời đời kiếp kiếp sau này. Cộng với tất cả những ngành nghề mà người Việt Nam chúng ta được ra đi hải ngoại học hỏi bấy lâu nay, đủ mọi ngành nghề. Chúng ta giỏi vô cùng. Tài sản chúng ta đô la quá nhiều, cất giấu nhiều, nhà cửa này kia nhiều lắm. Chất xám quá nhiều. Thế thì đồng bào hải ngoại, kiều bào cũng như những người tị nạn cộng sản, chúng ta cần làm gì? Đối với Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và đối với người lãnh đạo Cứu nguy Việt Nam, người mà đã mong chờ đồng bào góp một tay, mỗi người góp một tay để cùng nhau đồng hành làm việc cứu nguy Việt Nam chúng ta. 99.99999% đồng bào Việt kiều hải ngoại chưa làm cái giống đất gì hết đối với việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam. Xin lỗi cho tôi dùng chữ bình dân chút xíu. Chưa làm cái giống đất gì hết. Thậm chí có những kẻ chửi bới Hội đồng Cứu nguy Việt Nam. Thậm chí có những kẻ khinh bỉ tôi, vu khống mạ lị tôi mấy chục năm. Tôi đâu chấp mấy người đó. Nhưng mà tôi tội nghiệp cho mấy người đó. Tại bởi vì nếu họ tiếp tục thì họ sẽ chuốc lấy những cái sự đau khổ do chính Chúa Giêsu trừng trị họ và do chính triệu triệu anh hùng chiến sĩ Trần Văn sẽ trừng trị họ, và chưa kể họ sẽ bị đồng bào nguyền rủa họ nữa, bởi vì từ từ họ sẽ bị lột mặt nạ ra do quyền năng của Thượng Đế Toàn Năng lột mặt nạ họ ra. Giờ quay về vấn đề những người tị nạn cộng sản, kiều bào và kiều bào, hầu hết quý vị chưa làm gì hết. Quý vị nói đây là chuyện đùa, đây là Photoshop. Còn cái thằng nói chuyện, thằng này, quý vị nói thằng này là khùng. Đây là thằng nhạc sĩ điên. Tại sao nói tôi khùng được? Tôi là nhạc sĩ của Chúa Giêsu. Tôi không có nghiện rượu, tôi không có nghiện rất. Tôi không có cờ bạc, tôi không có đĩ điếm. Tôi không có ham danh vọng, tôi không có ham tiền tài. Tôi là một lương y, tôi là một y sư nhạc sĩ, đồng thời tôi là một y thiền sư, y liền sư. Tiền kiếp tôi đã từng là một thiền sư Phật giáo.
Phật giáo, Phật Thích Ca thờ thiên thượng, thờ ông trời mà, thờ Chúa Cha mà. Phần này chúng ta nói sao? Tôi lập gia đình, tôi có 7 mặt con. Trong quá khứ có những người thân tôi, họ hiểu lầm tôi bởi vì cái lối làm việc của tôi làm việc với thế giới thiên loại, lúc nào cũng ở cùng tôi. Thành ra cái lối làm việc tôi, nhiều khi tôi nói chuyện, những người không để ý thì hiểu chưa tới đâu, theo không kịp. Ngay cả những người thân tôi trong quá khứ mà còn hiểu lầm tôi, rồi sinh ra vu khống mã lị tôi, cho đến bây giờ họ vẫn còn vu khống mã lị. Có những người như vậy, thành ra tôi hiểu, tôi không có, tôi là người như vậy làm sao mà kết án tôi là một người điên, người khùng. Ồ, thì ra tôi là đệ tử của Chúa Giêsu, hay là tôi là một một người cái bằng tu hành, cái bằng một tiền kiếp nào đó, giống như là trường phái giống như Phật Thích Ca vậy đó, bỏ tất cả vậy mà đeo đủ theo một cái việc làm mà của thế giới thiên loại hướng dẫn. Ồ, ngày xưa đồng bào nhân loại nói Phật Thích Ca là khùng điên, thái tử có nhiều vợ đẹp thì kia, đồ giàu có để bỏ đi tìm chân lý, học đời học đạo, đi ăn xin thì kia, là cái có những lúc như vậy. Ồ, người ta phê bình Chúa Giêsu là khùng điên, thằng khùng thằng điên, thằng Chúa Giêsu này. Rồi mấy ngàn năm sau, hầu hết nhân loại trên thế giới đều quý mến, kính nể và tôn thờ Chúa Giêsu, cũng như quý mến, kính nể Phật Thích Ca. Chẳng qua là những người nào mà khinh bỉ tôi, bởi vì họ chưa hiểu tới, họ hiểu lầm thôi, giống gì, thành ra tôi cầu nguyện cho họ thôi, tôi không có được quyền quán ghét họ, mà cá nhân tôi cũng không quán ghét bất cứ ai. Và mình hãy thương yêu kẻ thù mình, nghe không? Những kẻ thù mình là những người cần được thương yêu nhiều hơn, bởi vì người bệnh mới cần thầy thuốc, chứ những người mà không bệnh đã đâu cần thầy thuốc, người không bệnh đã đâu cần bác sĩ, đúng không? Cũng như là những người tội lỗi mới cần sự cứu rỗi của Thượng Đế, đúng không? Vì thế trên đời này đừng ai dỗ ngực xưng tên nói tôi là người hoàn toàn. Không đâu, tất cả chúng ta đều có tội dưới gầm mặt trời này. Tôi thì chưa kể gầm càn khôn nữa, hiểu không? Mặt trời thì mà bà biết cả triệu trái đất nhập lại mới bằng một mặt trời, mà một ngôi trai một 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 mặt trời thông thường chỉ lớn bằng một ngôi sao thôi, mà ở cõi càn khôn này có hàng tỷ 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 triệu tỷ ngôi sao, tài sản căn nhà của Thượng Đế của cha chúng ta lớn lắm, nghe không? Rồi bây giờ chúng ta cần làm gì? Hỡi những người Việt hải ngoại và những người Việt kiều bào và những người mà tị nạn cộng sản, quý vị tự tìm câu trả lời rồi làm bổn phận của quý vị.